bạn ơi, các bạn đã từng ăn trái bắp chưa? Mình chưa được ăn, mình thèm ăn trái bắp quá à. Có bạn nào có bắp không? Có nè, tôi đang ăn bắp nè. Ngon lắm luôn đó, trái bắp này ở bên Mỹ đó. Biết bắp Mỹ không? Bắp Mỹ luôn hả? Ủa, sao mà trái bắp phải có nhiều hạt lắm mà. Nhưng mà sao bạn không có nhiều hạt? Đây là trái bắp có nhiều hạt mà. Bạn đếm thử coi cả trăm hạt nè. Đúng không các bạn? Đây là trái bắp đúng không các bạn? Cấu Trúc đang ăn trái gì vậy các bạn?